Cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái bình đun nước siêu tốc tại gia đình nha các bạn. Cái bình này có hiện tượng á là các bạn cắm điện vô, bỏ dây lên cái đế nè các bạn. Bỏ lên nhưng mà bật công tắc nguồn á, bật công tắc nguồn đây nè. Cái đèn báo nó không sáng nha các bạn. Mất nguồn vô của cái ống điện. Cái trường hợp này rất hay xảy ra nha các bạn. Đây, cho mình thử cho các bạn thấy. Mình sẽ dùng một ổ cắm nha. Bật nguồn lên. Rồi, các bạn cắm vô. Cái đế này sẽ có hai dây điện cực nha các bạn. Như là hai dây nguồn vào của cái nguồn AC các bạn, AC 220V ha. Bạn chạm 1.2 cái đèn ấy sẽ sáng nha các bạn. Đây nè. Rõ ràng cái này có điện nha các bạn. Cái đế này có điện nha. Đây nè. Dùng miếng thuốc điện mình thử. Đèn sáng là có điện nha. Đây, cắm nước này. Bật lên nè. Không thấy gì nha các bạn, không thấy đèn nha. Mình có bật đèn công tắc đó, bật nó on nha các bạn. Đây nè. Số 0 là tắt, số 1 là bật nha các bạn. Bỏ nha. Đây. Bạn thấy không cháy đèn nha các bạn. Đèn nó sáng là chứng tỏ là nguồn á, nguồn AC vô không vô được cái ấm đun nước này nha. Rồi chúng ta bắt đầu tháo ra, chúng ta sửa nha các bạn. Đây các bạn để ý với mình nè, ở phía dưới nè, mở phía dưới nha các bạn. Ở dưới phía dưới này có ba con ốc. Mình sẽ dùng tô bít mình mở ra. Mình sẽ mở ra và hướng dẫn cho các bạn cái nguyên lý hoạt động của nó luôn nha. Đây nè, mấy cái má đồng này các bạn là tiếp xúc với cái hai cái chân nguồn AC 220V của cái đế các bạn. Các bạn đặt cái đế, đặt lên cái đế đó, nó sẽ có điện đi vô trong ống nha các bạn. Đây cái đế nha bạn. Cái cấu tạo nó hoàn toàn đơn giản nha bạn. Đây nè. Để mình giới thiệu cho các bạn thấy. Cái này là cái điện trở nhiệt nha các bạn. Điện trở nhiệt, cái thanh nhiệt á, nguyên lý hoạt động của nó là có nguồn AC vô á, là cái thanh nhiệt này nó đốt nóng. Đốt nóng nó nóng khi mà các bạn để nước sôi lên đây á thì nó sôi. Giống như nó y như cái hoạt động như đồ cấp điện các bạn. Đây nè, cái dây nguồn AC nha các bạn. Đây AC, nguồn AC đầu vào nè. Ngoài ra nó còn một cái giống như cái rờ le nhiệt các bạn. Khi mà nước sôi nó sẽ tự động ngắt nha các bạn. Đó phần phía dưới này á, đây nè, cái thanh điện chế nhiệt nè các bạn. Ở trên đây có ghi nè. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây là 1500W thanh điện chế nhiệt nha các bạn, 220V ha. AC xoay chiều 50Hz nha các bạn. Nó cấu tạo nó giống như nồi cơm điện các bạn. Hoạt động cái đế nhiệt này nè. Các bạn khi cấp điện vô là cái thanh điện chế nhiệt này nó nóng lên các bạn, nóng lên nó đun sôi nước nha các bạn. Khi mà trong quá trình nấu á, nước sôi các bạn, nó sẽ có bộ phận như relay nhiệt các bạn. Nó sẽ ngắt nha, ngắt không cho là ngắt nguồn, không cho điện AC vô đây nha các bạn. Đây là cái đèn báo nha các bạn. Thôi phía trên này không có gì các bạn. Đó, mình sẽ tiến hành mình tháo phía dưới nha các bạn. Đây nè. Ở trên tay cầm đó các bạn.
Rồi sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tháo cái phần tay cầm nha các bạn. Tháo tay cầm này nè, nó sẽ có cái đường nguồn các bạn dẫn lên công tắc phía trên này nè. Các bạn tháo cho mình nha. Ở trên đây các bạn, đây nè, các bạn để cho mình nha. Ở đây có hai ngóc các bạn, hai ngóc phía trên này nè. Các bạn lẫy nha, lẫy hai cái này lên, tháo được cái nắp nha các bạn. Đây cái nắp của cái bình nha. Rồi phía trên này á, các bạn để cho mình nè, có hai ngóc nè, các bạn mở hai ngóc này ra nha. Mở sao lấy được cái tay cầm này ra nha các bạn. Mở cái tay cầm á để kiểm tra coi cái công tắc của cái ấm đun siêu tốc này á. Tại vì bên trong nó sẽ có hai cái tiếp điểm nha các bạn. Các bạn gạt qua gạt lại á, trong quá trình nó nấu các bạn nó phát sinh hồ quang điện các bạn. Nhiều khi nó phóng điện á, làm hư ấy nha các bạn, hư cái tiếp xúc nha. Các bạn nhìn cái đấy, nhìn cái tiếp xúc á nó bị đen đen nha các bạn. Thôi, các bạn tháo cho mình hai ngóc này nha. Ở đây dưới phía dưới này, dưới đít này còn con nữa nha các bạn. Tháo luôn ha. Mà là xong nha các bạn. Mình để nè, mình để nguyên này mình sửa luôn nha các bạn. Rồi tháo tay cầm ra, các bạn thấy không? Đây là cái tay cầm thôi, không có gì hết. Đây là phần gà nha các bạn, bỏ luôn nha. Rồi các bạn tháo cái công tắc này cho mình nè. Đây nè, công tắc gà nha các bạn, bật lên nè các bạn. Những lửa nó xuống nè, đèn lò xo, có lò xo nè. Các bạn tháo ra nha. Đây mình mở chi tiết bên trong luôn nha các bạn. Còn cái đoạn các bạn kiểm tra, các bạn muốn đo á, các bạn lấy cái đồng hồ VOM cho mình nha. Đo cái tiếp điểm các bạn, coi cái tiếp điểm này có ăn không. Các bạn dùng cái thang đo một đo chuông nha các bạn, đo chuông cho nó thông mạch ha. Mình dùng đồng hồ số nha các bạn. Rồi đó, thử quay đo nha các bạn. Đây là các bạn gạt nha, gạt cái công tắc này lên, gạt nó on nha các bạn, gạt lên đó là bật nguồn á. Rồi các bạn đo hai chân này nha. Các bạn nhìn thấy không? Đây nè. Là cái công tắc này ok nha các bạn. Công tắc này tốt nha. Các bạn thấy điện chở nè. Là các bạn đo là cái công tắc này không có gì nha các bạn. Nó ok hết nha. Là nguyên nhân á. Rồi các bạn kiểm tra đây cái tiếp điểm này cho mình nha. Kiểm tra phía dưới này nè. Các bạn biết không, đa phần cái ban á, cái ban mà không có nguồn nha các bạn, không có nguồn vào á, là các bạn kiểm tra cho mình cái công tắc nha. Cái từ cái đầu dây nè, bây giờ nói sơ bộ thôi, là cái nguồn AC đây nè, hai cái này nè, nó sẽ vô ba cái đấu trực tiếp đâu. Cái đây là cái thanh nhiệt, cái điện trở nhiệt các bạn, 220V ha. Công suất là 1500W nha các bạn. Thế thì trên thanh điện trở nhiệt này nó ghi như vậy. Thì mình cứ kiểm tra này nè, các bạn cứ kiểm tra đầu vào, kiểm tra bằng cái thang đo nha các bạn. Đang các bạn đo điện trở hoặc là đo chuông cũng được. Đây là mình đo nó tích nè. Rồi các bạn cứ đo
giờ mà các bạn đây là cái dây nguồn nè, dây nguồn 220V nè, các bạn chấm cái chấm cái chỗ nè, cái đầu của một cái thanh điện trở nha bạn, đầu nè các bạn chấm vô đây, các bạn quan sát đồng hồ luôn nha, các bạn thấy nó kêu không, là ok nha các bạn. Đây nè, là cái dây này dây nguồn nha, nguồn vào nha, một dây nguồn AC nha. Còn cái dây còn lại á, các bạn cặp đây nè, đây nè, cái thanh này nè, cái thanh còn lại, cái đầu còn lại nha các bạn, cái cài, các bạn chích vô cái 1 trong 2 á nha. Đây nè, nó cũng kêu nha các bạn. Là chứng tỏ là sao, là điện trở nhiệt này á, nó không bị đứt nha các bạn. Nếu trường hợp nó bị đứt á, là không có, nó không kêu nha các bạn. Cái gì nguồn AC vô nha. Đây là một đầu dây nguồn nè các bạn. Mình đo điện trở nhiệt nha các bạn. Đây nè. Đó là qua bên đây là thông mạch nha các bạn. Đây nè. Có đo điện trở nhiệt cho mình á. Giá trị là khoảng 34 ohm nha các bạn. Là chứng tỏ là cái điện trở nhiệt này nó còn tốt nha các bạn. Là điện nguồn vào vẫn ok nha các bạn. Còn đây nè, cái dây, một dây dây nguồn nè, dây nguồn AC nè. Ở bạn đo đây. Ok nha. Còn cái dây nguồn đây nè. Là cái vòng thứ hai nha các bạn, vòng thứ hai nha. Bây giờ các bạn đo cái vòng ngoài cùng cho mình ha. Đây nè. Vòng ngoài cùng nè, đây chính là vòng ngoài cùng nha. Là dây hai dây các bạn. Dây AC vô như một dây nóng và dây nguội nha. Là ok hết các bạn. Cái nguồn vào á là cái đế này ok. Rồi cái điện trở nhiệt ok. Cái thanh điện trở nhiệt này ok. Và là cái trường hợp mà nó bị hư á bạn, nó bị mà nguồn điện nguồn nó không vào á, là các bạn kiểm tra công tắc cho mình nha. Công tắc này nè, tắt phía trên đầu nè. Bên ngoài nó cũng bán nha các bạn, hoa hay là hai các bạn mở ra để thay vệ sinh nha, vệ sinh cái tiếp xúc tiếp điểm nha. Còn cách đo này để kiểm tra công tắc á, các bạn đỡ này nè. Để phía trên là mở cái công tắc này ra nha. Rồi cũng đo dùng thang đo điện trở nha. Rồi các bạn thích vô rồi. Đây nè. Nút gạt nè. On off nè. Đây nè. Bật xuống, bật lên xuống nha. Lên xuống nè. Cái này tắt nè. Cái này hỏi mạch nè các bạn. Rồi các bạn chích vô phải không? Chích vô nó không báo gì nha các bạn. Đây nè. Chích vô nè. Cái hỏi mạch nè nó không báo gì nha. Các bạn gạt số 0 quá nha. Đây là có 2. Đây số 0 rồi các bạn. Nè, mình đỡ đây luôn nha. Gạt xuống á. Đây nè, số 0 nè. Kiểm tra nha, cái số 0 nha. Số 0 là nó không báo gì nha các bạn. Đây nè, chích vô nè, không báo gì nha. Rồi các bạn bật lên. Bật cái công tắc lên, bật số 1. Bật lên số 1. Là nó phải tiếp xúc nhau, nó phải thông mạch nha các bạn. Nó thông mạch mới ok nha. Để mình gạt, mình gỡ này ra. Đây nè. Đó nó bướng á. Đây nè, nó thông mạch nha các bạn. Ok nha các bạn. Tại hôm nay đỡ đây nó bướng á, nó không ấy. Đây là bật số 0 nè. Các bạn tháo ra nó dễ thao tác hơn ha. Bật số 0 nè. Nó không báo gì nha các bạn. Là nó hở mạch. Còn giờ đóng bật lên, gạt lên số 1. Là nó đóng mạch nha các bạn, nó thông mạch ở trên ở dưới nè các bạn. Đây nè, thấy không, ok không? Và là công tắc này ok nha các bạn. Trường hợp mà nó mà hở mạch luôn á các bạn, là các bạn kiểm tra thay công tắc cho mình nha. Trường hợp mà đo mà không có tổn trở các bạn, hoặc đèn cái chuông nó không tích lên á, là chắc chắn là cái công tắc này hư nha. Các bạn mở ra vệ sinh lại nha. Rồi trường hợp cái công tắc này ok nha, xong nha các bạn. Là cái việc đơn giản là kiểm tra công tắc. Trường hợp mà mất nguồn nha, mình nhắc lại nha, cái trường hợp mà đèn không báo, cái đèn này mất song song thôi, cái đèn mất song song với thanh trở đi trở nhiệt, khi nào mà cái có điện vô á là điện trở nhiệt này nó nóng, cái đèn báo này cũng sáng luôn nha các bạn, là mất song song nè, hai cái này mất song song với nhau. Để mình nhắc lại là cái vấn đề mà không có điện vô cái bình đun siêu tốc này á, là các bạn kiểm tra công tắc cho mình nha. Rồi công tắc kẹt lên xuống nè. Cái trường hợp này nó hay bị hư nhất là công tắc này nha các bạn. Do thời gian lâu ngày á, hơi nước các bạn, ẩm mốc á, hơi nước nó vô,
làm mất tiếp xúc đó, hoặc là trong quá trình gạt lên gạt xuống các bạn, nó phát sinh ra tia lửa điện các bạn, nên nó sẽ bị khuyết á, khuyết cái tiếp điểm hay đó, nên đa phần phải thay công tắc nha, thay công tắc khác. Các bạn có thể độ chế lại công tắc khác cũng được, mà bên ngoài nó cũng bán các bạn, cũng rẻ ha. Rồi các bạn đã kiểm tra ok rồi nha, rồi bây giờ mình lấy điện mình test vô nha các bạn. Và là cái công tắc này ok nha, trường hợp mà công tắc mà nó bị hư các bạn, hư là các bạn phải thay thế hoặc là vệ sinh lại nha, vệ sinh cái tiếp điểm các bạn. Đây mình sẽ lấy bộ nguồn nha, lấy cái đế nãy các bạn cắm vô, hôm nay mình đo là toàn bộ ok hết nha các bạn, và chắc chắn là cái này sẽ có được nguồn ra nha. Các bạn kiểm tra đèn led nè, mình không có gắn nha, ráp xong khử xong phích xong ok á, rồi các bạn mới ráp lại y như cũ nha, các bạn gắn như cái đế cho mình ha. Rồi được nha các bạn, hỏi các bạn đòi công tắc lên cho mình mặc nha, các bạn gạt trên đây nè, để mình đây nè, một hai nè, đây bật lên bật xuống nha, cái này gạt nha, rồi bật lên. Ừ. Ok nha bạn. Đây à, sáng nè. Rồi giờ có điện ok nha các bạn. Kiểm tra để không? Cái này có nha. Mà là cái cách mà sửa phút rửa xong ok nha các bạn. Này rất dễ nha, ai cũng làm được nha. Do hư cái công tắc á. Đây là mình gạt nè. Bật tắt nè. Đó nên mà trường hợp mà mất điện nha các bạn. Mất điện á. Trường hợp mà không có điện nha các bạn, là các bạn ấy cho mình nha. Cái trường hợp mà không có điện á, là các bạn kiểm tra thay thế công tắc cho mình nha. Và là xong nha các bạn. Này quá dễ nha. Để mình nói thêm là cái trường hợp mà bật nước sôi các bạn, nước sôi mà nó không ngắt các bạn. Các bạn nấu nước sôi á, nước sôi mà nó tự ngắt á, cái nguyên lý động là các bạn nhìn đấy phía dưới cho mình nè, đây nè. Mình xoay đây. Ở đây sẽ có hai điểm nha các bạn. Đây nào các bạn thấy không? Đây là hai điểm nè. Giờ mà nó mà bật nước sôi á, bật nước sôi mà không bị ngắt các bạn. Là hai điểm này giờ nha các bạn. Tháo mở ra, mở qua ban ốc này ra nè. Ở đây có ban ốc nè. Cái dùng kèm á, các bạn vặn ra nha. Đây là cái tiếp xúc nhau nha các bạn. Khi bình thường á, nó sẽ tiếp xúc với nhau, mà khi á mà nước sôi các bạn, nó sẽ đẩy lên là nó mất tiếp xúc nha. Hai này nó mất tiếp xúc, nó ngắt điện ra nha các bạn. Ngắt điện ngoài trong, xong rồi tại vì cái này giống như cái rò le nhiệt các bạn, nó về giãn nở, nó đẩy cái tiếp xúc này lên. Bình thường nó không có đẩy, nó không đẩy là hai tiếp xúc này á, bên trong này hai tiếp xúc này mà, hai tiếp điểm á, nó sẽ tiếp với, nó dính vào nhau. Khi mà các bạn đẩy lên, khi mà nó sôi nóng các bạn, nóng nhiệt độ thiết á, là cái thanh này nó đẩy lên nha bạn, đẩy lên nó làm hở cái tiếp xúc này ra, là ngắt điện cho cái bình đun siêu tốc này nha. Đó là mình hướng dẫn cho bạn cách sửa mà bình đun siêu tốc á, mà nó nước sôi mà nó không tự ngắt nha bạn, là do cái tiếp điểm này nha. Còn trường hợp mà nó không có nguồn á, chắc chắn với bạn 100% là khi mà các bạn đo cái thanh nhiệt này mà nó không bị đứt các bạn, là chắc chắn là bên nó bị do công tắc này nguồn này nha các bạn. Nhiều khi nó bị kẹt các bạn mở ra, các bạn vệ sinh lại ha. Hoặc cần thiết là các bạn thay, cảm thấy nó dơ không ổn quá, các bạn thay công tắc cho mình ha, là ok, đảm bảo với các bạn là có điện luôn ha. Đây nè, cái đèn led đó, đèn báo đèn 220 luôn nha, nguồn 220 luôn, nó mắc song song với cái thanh điều chế nhiệt này,
Vừa là một trường hợp nữa nha các bạn. Cái vấn đề này cũng khá quan trọng á, trường hợp á mà các bạn đã kiểm tra rồi, mọi cái thứ đều ổn hết rồi nha các bạn. Công tắc nguồn này nè, on off này là vẫn ok nha các bạn. Mà các bạn kiểm tra mà không thấy điện vào cái ống đun siêu tốc này nha, công tắc ok nha, mọi thứ ok hết, các bạn kiểm tra không thấy cái điện áp vào cái công tắc là các bạn kiểm tra cho mình chính là cái này nha các bạn. Cái ở phía dưới này nè sẽ có hai tiếp điểm nha, có thấy rõ không? Đây nè, là mình chọc cái cây đây nè, đây vị trí này các bạn thấy không? Đây cái hai tiếp điểm này nè, các bạn nhìn thấy không? Mình dính lên dính xuống nè, đây nè các bạn, bỏ các bạn kiểm tra hai tiếp điểm của mình đó. Nó bị hở tiếp xúc nha các bạn, bình thường á nó phải tiếp xúc với nhau, đây là hai này phải tiếp xúc với nhau nè các bạn, cái hai tiếp điểm này bị dơ nha các bạn. Đây nè, hai cái này phải tiếp xúc với nhau nó mới có điện nha. Còn trường hợp á mà nó mà dơ nha các bạn, dơ trường hợp là dơ hoặc là có dơ là nó không tiếp xúc với nhau, nó giống như cái trường hợp mà mình cái relay nha, relay nhiệt các bạn, khi mà nước sôi á nó sẽ đẩy lên nó ngắt hở mạch á, là ngắt không cho điện nó vô cái ống đun siêu tốc nữa. Là cái này quá khá quan trọng nha các bạn. Đó cái trường hợp mà các bạn kiểm tra mọi thứ ok hết, công tắc ok luôn, mà trường hợp mà vẫn không có điện vô cái ống đun siêu tốc là chắc chắn là cái tiếp điểm này nó bị dơ nha các bạn. Nó ngắt nè, đây nè, tiếp điểm này nè. Thì các bạn cứ mở ra nha. Các bạn dùng kềm các bạn. Phía dưới này các bạn ống là 1 nè, 2 nè, 3, 3 ống nè. Các bạn dùng kềm hay là các bạn dùng cái khóa các bạn, khóa ở để mở mấy ống này ra nha. Các bạn mở ra một các bạn vệ sinh lại nha. Đây nè. Các bạn xong. Các bạn khi các bạn mở ra xong rồi các bạn dùng giấy nhám các bạn. Mấy cái tiếp điểm đó các bạn dùng một tờ giấy nhám cho mình nha. Các bạn dùng giấy nhám á, các bạn chà hai tiếp điểm đó nha. Các bạn tháo ra. Nó có hai tiếp xúc mà các bạn chà giấy nhám nhuyễn. Mà là mấy tiếp điểm mà mấy nó bị dơ nha các bạn. Nó dơ nó gây ra hiện tượng là mất nguồn cho cái ống đun siêu tốc này á. Các bạn dùng giấy nhám nhuyễn cho mình nha, nhuyễn hạt nhìn mình đó các bạn, được ha. Hạt lớn quá. Hạt mình đó. Rồi các bạn chà sơ nha. Cho nó sáng bóng lại cái hai tiếp xúc là ok nha các bạn. Đây là cách đó mình đã sửa cái ống đun siêu tốc nha các bạn. Đó các bạn tiên các bạn cái vô các bạn cái mất nguồn điện ngay. Mất nguồn đi. Nó chỉ có hai trường hợp thôi, một là đa phần lớn là ống đun siêu tốc mất nguồn các bạn. Cái này sửa cực dễ nha. Các bạn kiểm tra coi điện chế nhiệt này ok không? Ổn hết. Rồi các bạn thứ hai các bạn kiểm tra công tắc cho mình ha. Kiểm tra công tắc á, coi nó bị hư hay không thì các bạn thay nha. Thay rồi vệ sinh lại. Còn cái trường hợp thứ ba, các bạn đã kiểm tra cái hai bước đầu ổn rồi, thì chế nhiệt ok, công tắc ok. Mà cái nguồn á các bạn, nguồn vẫn không lên nữa. Và các bạn đây là các bạn kiểm tra cái thanh ấy nha. Hay tiếp điểm hay tiếp điểm này nè các bạn. Đây tiếp điểm nè. Nó bị hở nè các bạn nè, mình đẩy lên đi xuống nè. Nó bị dơ các bạn. Dơ là nó ngắt không cho điện nó vô điện nó vô ống đun siêu tốc các bạn, nên các bạn vệ sinh lại. Nó như nhám chà là ok các bạn. Rồi video mình đến đây là kết thúc các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào các bạn.